Cục Đăng Kiểm Việt Nam sẽ yêu cầu Suzuki Việt Nam giải trình vụ xe Riga bị tố hụt hơi. Trao đổi với đại diện Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết, hiện Cục đã tiếp nhận được thông tin về vụ việc theo phản ánh của báo chí, đồng thời đang thu thập các tài liệu có liên quan và sẽ yêu cầu nhà phân phối Suzuki Việt Nam giải trình liên quan tới vấn đề này. Nếu có lỗi từ lúc sản xuất tới khi bán ra thị trường, thì chúng tôi sẽ yêu cầu phía nhà phân phối tiến hành triệu hồi ngay, đại diện Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho hay. Theo tìm hiểu của Vietnam Finance, thời gian gần đây có khá nhiều khách hàng đang sử dụng dòng xe Suzuki Ertiga mới, phản ánh về hiện tượng bị hụt hơi khi đang chạy trên đường. Đáng chú ý là đại đa số xe gặp phải hiện tượng bị hụt hơi, được khách hàng mua vào thời điểm cuối năm 2019, và có số quãng đường di chuyển hiển thị trên cụm đồng hồ từ 1.000 đến 2.000 km. Trước vấn đề về an toàn cho chính mình và các hành khách đi cùng, những người đang sử dụng mẫu xe Ertiga mới đã tập hợp danh sách những xe bị hiện tượng trên và đã gửi tới nhà phân phối Suzuki Việt Nam để tìm câu trả lời thỏa đáng. Trong văn bản trả lời khách hàng về hiện tượng hụt hơi trên xe Ertiga khi đang chạy, Suzuki Việt Nam cho biết sau khi kiểm tra thực tế thì hiện tượng này là hoàn toàn bình thường và người dùng có thể yên tâm sử dụng. Tuy nhiên, đại đa số chủ sở hữu xe Suzuki Ertiga tỏ ra thất vọng và không đồng tình với các lý giải trên từ nhà phân phối, đồng thời họ tiếp tục yêu cầu hãng phải tiến hành triệu hồi để khắc phục. Tại thị trường Việt Nam, Suzuki Ertiga mới bán ra với hai phiên bản là Ertiga 5MT và Ertiga Sport. Giá bán của xe lần lượt là 499,9 triệu đồng và 559,9 triệu đồng. Được biết tại thời điểm mở bán vào tháng 9 năm 2019, nhiều khách hàng trong nước từng quay lưng lại với Ertiga do nguồn cung không đảm bảo và phải bắt khách hàng chờ đợi nhiều tháng mới có thể nhận xe. Trong cuộc đua doanh số ở phân khúc MPV, Suzuki Ertiga tỏ ra hụt hơi và bị các đối thủ bỏ xe về doanh số xe bán ra hàng tháng. Theo số liệu thống kê, trong tháng 8 năm 2020 chỉ có 183 xe được bàn giao tới tay người dùng, thấp hơn rất nhiều khi so sánh với đối thủ Mitsubishi Expander, doanh số 943 xe, Toyota Innova doanh số 274 xe, hay Toyota Rush doanh số 215 xe.